Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tựa đề Quý trọng những người khoa học tiến bộ. Tác phẩm này được in trong Hồ Chí Minh toàn tập, tập thứ 10, trang thứ 254. Toàn văn của tác phẩm như sau. Chúng ta quý trọng những người khoa học tiến bộ đời nay và biết ơn những người khoa học tiến bộ đời xưa, vì họ có công to với xã hội. Đồng thời, chúng ta cũng nên biết nhiều người khoa học tiến bộ đã gan dạ chống lại thế lực phản động và đã bị hy sinh, như ông Roger Bacon, người Anh, thế kỷ thứ 13, làm những thí nghiệm khoa học thiên nhiên. Ông bị tôn giáo hồi đó cho là tà thuật và bị bỏ tù. Ông Bruno, người Ý, thế kỷ thứ 14, phát minh: ngoài quả đất của chúng ta còn nhiều ngôi sao khác mà loài vật có thể sống được. Ông bị đốt sống sau 7 năm ngồi tù. Ông Cervantes, người Tây Ban Nha, thế kỷ thứ 16, sắp tìm thấy mạch máu chảy cách thế nào thì bị giáo chủ Calvin đốt sống, bị quay như người ta quay lợn suốt 2 giờ đồng hồ. Cũng Calvin đã cho ông Copernic, người Ba Lan, là một người điên nguy hiểm, vì ông Copernic đã phát minh rằng quả đất đi quanh mặt trời. Cũng trong thế kỷ thứ 16, một người Nga tìm ra cách làm hai cái cánh để bay thử. Người này bị chặt đầu vì người mà bay như chim là trái với lẽ trời. Bọn đế quốc phản động ngày nay không đốt chết những người khoa học tiến bộ như tổ tiên chúng đã làm, nhưng chúng áp bức họ bằng cách khác, như ba người đại khoa học nổi tiếng khắp thế giới là ông Hem Maye, người Mỹ, và hai vợ chồng ông Wiry, người Pháp, là vì chống chiến tranh mà bị chúng cách chức. Chỉ có chế độ xã hội chủ nghĩa và dân chủ nhân dân là thật sự quý trọng những người khoa học tiến bộ. Thưa các bạn, tác phẩm này của Chủ tịch Hồ Chí Minh được đăng trên báo Nhân Dân số 698 ngày 30 tháng 1 năm 1956. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.